Rồi, chào tất cả mọi người lại đến với video em nha. Thì hiện tại bên em vừa mới phun bóng và hoàn thiện cho những bộ chú ngựa này. Hiện tại là vừa phun bóng xong cái bộ này với lại cái bộ trong kia. Đó, và cái bộ kia nữa. Thì hôm nay thì em sẽ quay báo giá cho các bác là tổng hợp là mấy bộ này. Thì hiện tại nha, hiện tại thì cái mới của em về thì nó cũng chỉ còn vài bộ này thôi. Còn hiện tại là như cái mặt bàn, ba cái mặt bàn tròn này với lại nghiêng cái dãy kia là nghiêng cái dãy kia trừ cái tấm mà chưa phủ này thì nghiêng cái dãy kia là khách chốt hết rồi, với lại cái tấm dài ngoài kia khách cũng chốt luôn, thì hiện tại là chỉ còn vài tấm này thôi đó. Nhưng mà những cái tấm này thì còn lại nhưng mà vẫn rất là đẹp nha các bác, tại vì những cái tấm này nó thước nó khá là dài nên là nhiều bác thì cũng rất là thích, nhưng mà tại vì là nó không có phù hợp với kích cỡ trong căn nhà thì em nói thẳng luôn, những cái hàng này thì em vẫn có thể cắt cho các bác nha. Các bác muốn cắt 2m hay là 3m là một cắt hết nha. Thì hiện tại cái bộ trước mắt các bác đây á làm đang quay nè, là cái thước của nó là rộng là 1m92 nha, dày 20 và dài là 66 nha. Đó, hiện tại những cái bộ này là nó dài là trên 66 hết nè. Nó có bộ 66, có bộ 66. Thì như cái bộ này thì nó hiện tại là 66. Này, các bác có thể nhìn thấy đường vân trùng rất là đẹp luôn. Ở giữa thì nó sẽ có một nó sẽ có cái đường nu nha. Này, để ông quay rõ cho các bác xem này. Qua bên này nu thì nó sẽ sát bên cạnh bên đây hơn. Đó, tấm này thì đã vuông cạnh rồi nha. Tấm này nếu mà lúc trước á, nếu lúc trước mà em không sạc bức giác đi á thì tấm này nó vẫn vuông được 2m nha, nhưng mà tại vì là em sạc cho nó giác gần như là hết giác luôn thì cái tấm này là nó còn vuông 1m92, thì nói chung là nó gần như là tinh lõi luôn đó. Thì cái bộ này là hàng chuẩn bìa 100% nha, nu này các bác có thể nhìn thấy nu này rất là đẹp luôn, còn hai bên là nó sọc rất là đẹp luôn. Thì hiện tại mình quay trong video á, hiện tại quay trong video thì ánh sáng nó không có được tốt nên là nhìn nó không có được đẹp cho lắm nha các bác. Nhưng mà cái này mấy cái bộ này nhìn ở ngoài thì nó đẹp hơn rất là nhiều luôn. Này, nu à. Các bác có thể nhìn thấy này. Thì hiện tại cái bộ này em đang bán với giá là 180 triệu là ship cho các bác nè. Dài tới 66 rất là đẹp luôn. Hàng này vẫn đảm bảo là chất lượng là tuyệt đối cho các bác nè. Rồi, là giá 180. Còn cái bộ bên này là giá là 160 nè. Thì hôm qua em cũng đã có quay cho các bác rồi. Các bác có thể nhìn thấy cạnh này. Cạnh bên em cũng làm rất là kỹ và đẹp luôn. Thì những cái cạnh này hiện tại là đang cùng mọc mà. Lúc trước là cái cạnh nó là bên em là phải sạc vào một đoạn thế này rồi mới đánh vẫy. Rồi mới đánh vẫy này này. Là hiện tại cái bộ này là gần như là nó lõi giác nó chỉ còn chấm một xíu thôi. Nhưng mà về cái dòng gỗ này giác thì xài nó rất là ok nha các bác, nó không có vấn đề gì nha. Đây, còn vân chung ở nó này vẫn có nu nha, những cái tấm này cây này của em sẽ thì ở giữa thì nó sẽ có nu, còn hai bên hông thì nó cái đường vân chuông sọc dưa rất là đẹp luôn. À này đấy, với lại cạnh nó rất là đẹp luôn. Bộ này thì giá chỉ 160 thôi. Bộ này thì hiện tại là nó đang là từ phe cạnh là từ 1.9 cho tới 21 nha. Đó, phe cạnh từ 1.9 cho tới 21 nha. Đây, để em lấy thước kéo cho các bác xem nha. Còn dài vẫn là 66 nha các bác, dài 20. Đây nè. Nó là 2m nè. Gần 2m nha các bác. Em sẽ đo đây và đo giữa nè. Ở giữa 1m94 nè. Nói chung bộ này giá chỉ 160 thôi nhưng mà rất là đẹp luôn các bác ạ. Vì cái bộ này thì nó rất là đẹp luôn. 2m nè. Từ 1m9 tới 2m nha các bác. Từ 1m9 tới 2m nè. Giá chỉ 160 triệu thôi. Các bác có thể nhìn thấy nụ chuông rất là đẹp luôn. Đây này. Quay thực tế cho các bác xem nhé. Những cái bộ này thì em có tất cả video ảnh mộc nha. Đây, còn những cái bộ này thì khắp bên em đã chốt hết rồi. Với lại ba cái bàn tròn này, ba bàn tròn này thì khách cũng chốt luôn. Còn như cái bộ này nó là 1m, hiện tại nó đang là 1m7 này. 1m7 dài 20. Bộ này thì giá đang bán cũng rất là ưu đãi nha các bác, nó chỉ 59 triệu thôi. Bộ này nó cũng rất là đẹp nha.
1m7 dày 20 nha. Đó. Này, bộ này thì hai bên vân sọc dừa rất là đẹp luôn. Và hiện tại này, cái bộ này là chiếu của gói Cốp Nam Phi hết nha. Cái hàng này thì nó rất là êm luôn các bác ạ. Nó dài 3m11 này. Dài 3m11 rất là ok luôn. Giá chỉ có 59 triệu thôi. Còn như bác nào nếu mà thích cái bộ này nè. Các bác nào mà thích cái bộ mà rộng 2m, dày 22, dài 66, cái bộ này là dài 66 mấy, nhưng mà cứ cho là 66 đi. Mà nó dày là tới 22 phân nè. Dày là 22 phân nè. Đó. Thì cái bộ này em cũng nói với các bác luôn là bộ này là nó có tim. Nó có tim nhưng mà tim rất là nhỏ luôn. Thì hiện tại là bên em đã xử lý xong xuôi hết rồi. Nhưng mà cái bộ này thì nếu mà nói về cái độ đẹp nó thì nó rất là đẹp luôn. Đây này. Hàng này nếu mà em không báo tim nha. Ví dụ như mà một số cơ sở khác nha. Tại vì cái hàng đẹp như vậy á, hàng mà đẹp như vậy mà một số cơ sở khác người ta không có báo lỗi nha. Thì người ta vẫn bán là giá 200 triệu cho cái tấm này rất là bình thường luôn. Nhưng mà cái tấm này thì hiện tại em bán giá chỉ 145 triệu thôi. Em bán đúng giá trị thực của nó nhé, chứ không có bán là giá lung tung nhé. Nè, các bác có thể nhìn thấy nè. Đường vân sọc dừa này nó rất đẹp luôn nè. Đây, lỗi thì nó ở giữa thì nó có mấy cái đường tên răng nhưng mà thợ em đã xử lý xong xuôi hết rồi. Giá chỉ có 145 triệu đặc bác đã sở hữu được cái bộ rộng tới 2m dài 22, dài là 6m6 nha. Riêng về cái bộ này nếu mà các bác xài các bác yên tâm là về chất lượng của nó nha. Tại vì hàng em làm thì nói chung em đảm bảo về chất lượng cho các bác hết. Là nói chung hàng ví dụ mà nó có thể nó có lỗi một xíu thì em sẽ dày lên. Đó, như cái bộ này là em sẽ dày tới 22 phân. Nói chung là để đảm bảo độ kết cấu cho các bác yên tâm về chất lượng. Đó, nó chỉ có vấn đề là ví dụ như nó có lỗi thì ngay cái này mình xử lý thì nó sẽ không được đẹp tự nhiên thôi. Nhưng mà cái bộ này nếu mà nói về cái độ đẹp của nó thì nó vẫn rất là đẹp luôn. Đó, giá chỉ 140 thôi nha các bác. Còn như những cái bộ này nè. Như những cái bộ này thì hôm qua em cũng đã có báo giá cho các bác hết rồi. Những cái bộ này thì nó một bộ này 1m9 nha. Bộ này 1m9 và 20. Thì như cái bộ này thì giá đang bán là 80 triệu. Bộ này cũng 1m9 luôn. Thì giá 75 triệu. 1m9 nha, 3m12 và 20 là 75 triệu. Còn như cái bộ này thì giá chỉ có 65 triệu thôi. Đấy, 3m20 dày 22 là 1m85 nha. Là 1m85, bộ này giá chỉ 65 triệu thôi. Đó, nếu mà bác nào quan tâm thì những cái bộ này thì cứ liên hệ trực tiếp cho em. Còn như hiện tại nếu mà hàng bên em nếu mà em thấy đẹp nhất vẫn là hai tấm da này nhé. Nên là bác nào nếu mà quan tâm về cái bộ này, hai bộ này thì có thể liên hệ trực tiếp cho em. Rồi, em xin kết thúc video này nhé.